Tổng quan tử vi tuổi Ngọ năm Quý Mão 2023. Về sự nghiệp, đường tài lộc của tuổi Ngọ sẽ chịu tác động do ảnh hưởng của thái tuế, có thể gặp phải thất bại, thậm chí là tai họa trong đường tài lộc, do đó cần phải quan tâm đến tài vận của mình và đừng tiêu xài bốc đồng. Bạn sẽ cảm thấy lạc quan, tự tin vào điểm mạnh của mình. Điều này khiến cho bạn muốn có một vị trí nghề nghiệp cao hơn và sẽ bày tỏ hy vọng đó đối với cấp trên, nhưng nên cân nhắc suy nghĩ thận trọng. Hãy giữ thái độ tích cực trong công việc và đừng bỏ cuộc khi khó khăn. Đối với những người trẻ tuổi, đây là một năm rất tốt lành để tìm được một công việc phù hợp với mong muốn. Cơ hội nghề nghiệp đi kèm với gia tăng thu nhập, nhưng nên nhớ cần phải kiểm soát ham muốn chi tiêu của mình. Về tình cảm, vận may của những chú ngựa trong năm tới sẽ liên quan mật thiết đến đường tình duyên. 6 tuần đầu tiên trong năm mới sẽ giúp xác minh cảm xúc sâu sắc nhất của tuổi Ngọ trong tất cả các mối quan hệ yêu đương. Cần đảm bảo rằng bạn luôn cởi mở và lựa chọn một cách thật khôn ngoan. Sau tháng 4, hầu hết những người sinh năm Ngọ cũng sẽ cảm thấy được chào đón khi bước vào một vòng tròn xã hội hoặc một hoàn cảnh gia đình mới. Những tháng lãng mạn nhất đối với tuổi Ngọ là tháng 6, tháng 7 và tháng 11. Tuy nhiên, căng thẳng cũng có xu hướng tăng lên, đặc biệt là vào mùa xuân hoặc các tháng 8, tháng 11. Về sức khỏe, vận may về sức khỏe nói chung khá tốt, không mắc các bệnh lớn nhưng vẫn mắc các bệnh vặt liên miên, nên chú ý đến các vấn đề về gan và dạ dày, không để những nơi có quá nhiều không khí không tốt, nếu không sẽ gây ra rắc rối, thậm chí là tai nạn, tai họa. Đồ vật may mắn của người tuổi Ngọ là vòng tay đá mã não đỏ, vòng si chin tỳ hưu màu vàng đối với nữ hoặc vòng tay đá mắt thổ tỳ hưu đối với nam. Con số may mắn là 1, 3 và 9, màu sắc may mắn là tím, xanh lá cây và vàng. Hướng may mắn là hướng đông bắc, hướng tây nam và hướng tây bắc.